là các bạn phải có danh sách nằm trên hệ thống rồi ha. Chứ có vẻ là mình không có thành thói quen điểm danh mỗi khi các bạn đi học. Rồi, xin lỗi các bạn, hôm nay mình chỉ có một tiết thôi. Nhưng mà cái bài này chắc chắn nó sẽ dài hơn một tiết. Với lại kèm theo nãy giờ mình loay hoay nữa. Tuy nhiên là được báo là các bạn bài hội chứng xuất huyết thì các bạn học rồi đúng không? Hả? Thì vậy cho nên mình sẽ 9 giờ của phần đó để mình nói cho xong cái bài này. Đây là phần đầu tiên mà các bạn tiếp cận với lại môn học huyết học. Thì như vậy á, thì thật ra thì bộ môn huyết học là độc lập với lại bộ môn nội. Tuy nhiên là có một cái phần là hướng dẫn cho các bạn là về lâm sàng huyết học. Vì vậy cho nên là có tham gia giảng dạy trong các học phần của nội, trong học phần nội cơ sở, rồi nội bệnh lý. Thì trong nội bệnh lý thì huyết học và hồi sức cấp cứu sẽ chung một học phần, đó là nội bệnh lý 4. Riêng chương trình huyết học thì các bạn sẽ có một học phần riêng của bộ môn huyết học, đó là học phần huyết học cơ sở. Thì học phần này đến năm thứ tư thì các bạn sẽ được học gọi là cơ sở. Tuy nhiên đó là trong cái phần thực hành thì mình sẽ bộ môn sẽ hướng dẫn cho các bạn phân tích các kết quả cận lâm sàng huyết học. Bởi vì thật sự là trong học phần nội cơ sở mình chỉ có hai tiết vậy thôi. Tới học phần nội bệnh lý thì có được 8 tiết cho rất là nhiều bài, mỗi bài cũng một tiết. Vì vậy cho nên bài nào dạy mình cũng vừa chạy vừa học hết, không có kịp. Và cũng không có thời gian để giúp cho các bạn phân tích các cận lâm sàng huyết học. Vì vậy cho nên là khi có cái học phần huyết học cơ sở thì bộ môn đã xây dựng là ngoài cái phần lý thuyết là giúp cho các bạn, cung cấp cho các bạn nền tảng những cái vấn đề về huyết học liên quan đến tế bào, liên quan đến đông máu và truyền máu. Đó là ba vấn đề lớn của huyết học. Thì trong phần thực hành thì nó đã được xây dựng là các cái bài liên quan đến các xét nghiệm và mình chỉ học về phân tích kết quả xét nghiệm thôi. Thì cái học phần này khi học xong nó sẽ chuẩn bị cho các bạn đầy đủ những cái hành trang để các bạn có thể xuống lâm sàng và tiếp cận với các cận lâm sàng huyết học khá là dễ dàng ha. Nhưng mà đương nhiên là khi nào các bạn học thì nó mới dễ ha, còn mình không học thì nó cũng đâu có dễ. Rồi như vậy thì trong một phần nội cơ sở này, bài thứ hai của mình học đó là bài hội chứng thiếu máu. Hiện nay cái vấn đề lớn nhất của lâm sàng huyết học đó là thiếu máu và xuất huyết ha, đó là thiếu máu và xuất huyết. Thì như các bạn đã được học bài xuất huyết rồi thì xuất huyết có rất là một hội chứng và nó cũng có rất là nhiều cái nguyên nhân đúng không ha. Thì tương tự thiếu máu cũng sẽ như vậy ha. Thì khi các bạn đến với cái bài này thì mình sẽ có ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là chẩn đoán thiếu máu và mức độ thiếu máu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Có thể là mình đọc nhiều tài liệu và cũng có nhiều cái tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu khác nhau. Tuy nhiên là trên lâm sàng thì khi mình áp dụng các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thì người ta thường sử dụng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên ở đây mình sẽ chỉ nói về tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới mà thôi. Rồi mục tiêu thứ hai là nêu các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của thiếu máu. Ở đây về triệu chứng cận lâm sàng nó chỉ dừng lại là về các cái thay đổi về huyết học thôi, về các cận lâm sàng huyết học thôi. Tương tự thì triệu chứng lâm sàng nó chỉ liên quan đến thiếu máu thôi, còn các nguyên nhân khác thì sẽ không có ở đây nha. Và mục tiêu thứ ba đó là phân loại nguyên nhân thiếu máu trên lâm sàng. Như vậy thì khi sau các bạn học ở cơ sở thì các bạn đi lâm sàng thì mình sẽ tiếp cận với các bệnh nhân với các triệu chứng lâm sàng như thế. Thì như vậy thì với những cái triệu chứng lâm sàng như thế thì thiếu máu sẽ có những nguyên nhân nào? Mình muốn làm gì đó thì mình cũng phải định hướng trước nguyên nhân đúng không? Khi mình tổng hợp lại cái các hội chứng triệu chứng thì mình cũng sẽ phải định hướng các nguyên nhân và sau đó thì mình sẽ mới đưa ra cái chẩn đoán ha. Như vậy thì ở đây cái phần nguyên nhân sẽ là một cái thống kê để cho các bạn thấy là các cái nhóm nguyên nhân gây thiếu máu là những nhóm nguyên nhân gì ha. Còn cụ thể nó như thế nào thì cách tốt nhất mà các bạn tránh bỏ sót nguyên nhân đó là mình sẽ theo cái thống kê này để khi mình liệt kê các nguyên nhân thường thì các bạn sẽ nhớ những nguyên nhân riêng lẻ. Và khi mình nhớ những nguyên nhân riêng lẻ như thế, càng riêng lẻ càng nhỏ lẻ thì sẽ càng dễ sót ha, càng dễ sót. Vì vậy cho nên mình nên nhớ một cách hệ thống thì nó sẽ dễ hơn cho mình và
tiên thì về định nghĩa thiếu máu. Định nghĩa thiếu máu cũng có rất là nhiều định nghĩa thiếu máu, nhưng trong đó thì có một cái định nghĩa liên quan đến sự vận chuyển oxy của mô như các bạn thấy ở đây. Đó là thiếu máu là gì? Thiếu máu là tình trạng khối lượng hồng cầu không đủ để cung cấp oxy cho mô. Như vậy thì máu, thành phần của máu bao gồm mấy phần các bạn? Mấy phần? 23. 2. 2 phần chính đó là phần gì? Huyết cầu và huyết tương, đúng không? Đây là phần dịch lỏng và phần tế bào, phải không? Và trong phần tế bào thì mình sẽ có 3 loại tế bào. Đó là hồng cầu, đó là bạch cầu, đó là tiểu cầu, phải không? Tuy nhiên khi nói thiếu máu, nó không có nghĩa là thiếu tất cả các thành phần trong máu nha. Không có nghĩa là thiếu tất cả thành phần trong máu. Mà thiếu máu chỉ là một thuật ngữ dùng cho dòng hồng cầu mà thôi nha. Khi bệnh nhân bị giảm bạch cầu thì người ta sử dụng là giảm bạch cầu. Khi bệnh nhân giảm tiểu cầu thì tùy là giảm số lượng hay là giảm chất lượng thì người ta gọi tên của nó ha. Còn các cái thành phần trong huyết tương thì nó sẽ lại có những tên khác nữa ha. Cho nên thiếu máu ở đây không phải muốn nói là tất cả thành phần của máu khi nó thiếu, mà khi đã nói thiếu máu có nghĩa là người ta chỉ muốn nói đến dòng hồng cầu mà thôi nha. Và do đó ở đây nó định nghĩa là khối lượng hồng cầu không đủ để cung cấp oxy cho mô. Bởi vì chức năng của hồng cầu thì các bạn biết rất rõ rồi ha. Hồng cầu có chức năng chính là vận chuyển khí, đúng không? Các phần vận chuyển khí oxy là cực kỳ quan trọng ha. Nó cần thiết cho hoạt động của các tế bào. Và vì vậy cho nên ở đây cái định nghĩa này nó liên quan đến cung cấp oxy cho mô. Và trên lâm sàng thì người ta sử dụng các cái chỉ số như các bạn thấy đây, đó là số lượng hồng cầu nè, đồng độ hemoglobin nè, hematocrit. Và sử dụng một trong các chỉ số này hoặc kết hợp nó lại với nhau để đánh giá tình trạng thiếu máu trên lâm sàng. Tuy nhiên trong ba chỉ số này thì hemoglobin và hematocrit là hai chỉ số thường là thay đổi đồng bộ với nhau. Bây giờ nó khá là đồng bộ với nhau, trong khi số lượng hồng cầu là một chỉ số mà sự thay đổi của nó có thể nó không đi song song với lại HCG hoặc là hemoglobin. Ví dụ trong một số trường hợp mà mình sẽ thấy rất là rõ, đó là trong thiếu máu hồng cầu nhỏ nhuộm sắc, thì mình sẽ thấy bệnh nhân có thể có hemoglobin giảm nhưng số lượng hồng cầu lại bình thường hoặc thậm chí là số lượng hồng cầu tăng. Do đó nếu mình chỉ dựa vào một cái chỉ số, đó là số lượng hồng cầu để đánh giá thiếu máu thì nó sẽ không có chính xác. Vì vậy cho nên trên lâm sàng mặc dù là người ta có thể sử dụng các chỉ số này, nhưng trong ba chỉ số này thì chỉ số chính xác nhất đó là nồng độ hemoglobin. Vì vậy cho nên Tổ chức Y tế Thế giới cũng sử dụng cái chỉ số là nồng độ hemoglobin để chẩn đoán thiếu máu. Và cái tiêu chuẩn gần, có nghĩa là gần đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới là năm 2011 rồi. Thật ra cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thiếu máu nó không có thay đổi lớn ha. Không phải là mấy năm đó năm nay cập nhật người ta thay đổi cái nồng độ đó đi thì không có ha. Cho nên nó không có thay đổi nhiều. Cho đó theo tiêu chuẩn ngày trước mình học là WHO 2001 ha. Thật ra thì bây giờ ở nhiều nơi trên lâm sàng người ta vẫn còn áp dụng WHO 2001 ha. Mặc dù là WHO 2011 đã ra rất là lâu rồi ha. Như vậy thì với tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu của WHO 2011 thì các bạn nhìn thấy là ở những đối tượng khác nhau thì ngưỡng nồng độ hemoglobin để chẩn đoán là khác nhau nha. Điều đó có nghĩa là nếu như ai đó hỏi mình một câu hỏi là ê mày nồng độ hemoglobin là 12 thì có thiếu máu không, thì mình sẽ không thể trả lời được, đúng không? 12 có thiếu máu không? Nếu không có bất kỳ cái dữ kiện gì khác thì mình không thể trả lời được, phải không? Bởi vì các bạn nhìn thấy ở đây thì trong tất cả các đối tượng thì người ta sẽ chia ra làm 4 nhóm đối tượng với nồng độ hemoglobin để chẩn đoán thiếu máu ở mỗi đối tượng là khác nhau. Trong đó thì đối tượng có nồng độ hemoglobin cao nhất đó là nam trưởng thành. Và nam trưởng thành theo WHO 2011 đó là từ 15 tuổi trở lên. Để học nhi và thấy ở sau cái định nghĩa này nó khác với lại nhi, đúng không? Là 16 tuổi, ở đây là 15 tuổi. Đây là chẩn đoán theo, đây là tiêu chuẩn theo thiếu máu thôi. Và mình không có dựa vào tiêu chuẩn này để mình chẩn đoán là đối tượng nam trưởng thành lớn bằng 15 tuổi, không phải. Rồi, như vậy đối tượng nam đang lớn bằng 15 tuổi thì người ta thấy là nồng độ hemoglobin bình thường là lớn hơn hoặc 3 gram trên decilit.
thì cái đơn vị này thì các bạn có thể đọc những cái tài liệu khác nhau, mà mình có thể thấy là 13 gram trên decilit nè, hoặc là 130 gram trên lít thì nó cũng sẽ giống nhau ha. Cái này nếu bình thường lúc 13, như vậy thì nhỏ hơn 13 ở nam sẽ được gọi là thiếu máu. Cái nhóm đối tượng thứ hai có nồng độ hemoglobin thấp hơn ở nam trưởng thành, đó là phụ nữ trưởng thành lớn hơn bằng 15 tuổi. Và điểm đặc biệt là phụ nữ trưởng thành có hai thời kỳ. Thứ nhất là hai điều kiện, thứ nhất là trong điều kiện mang thai, và thứ hai là không trong thời kỳ mang thai. Như vậy thì cái đối tượng phụ nữ không trong thời kỳ mang thai thì nếu như nồng độ hemoglobin nhỏ hơn 12 gram trên decilit sẽ được chẩn đoán là thiếu máu. Và cùng ngưỡng với đối tượng này là trẻ 12-14 tuổi, trẻ lớn ha, thì cũng có cái ngưỡng nồng độ hemoglobin như thế. Nhưng mà khi phụ nữ ở trong thai kỳ thì nồng độ hemoglobin sẽ rớt xuống còn 11 thôi ha. Như vậy khi đó thì hemoglobin dưới 11 gram trên decilit sẽ được chẩn đoán thiếu máu ở phụ nữ mang thai nha, phụ nữ trong thai kỳ. Người ta lý giải là bởi vì trong thai kỳ á thì sẽ có cái thay đổi của các thành phần trong máu, trong đó thì số lượng hồng cầu cũng tăng. Và tuy nhiên khi số lượng hồng cầu tăng như vậy, mình nghĩ ở khi số lượng hồng cầu tăng thì hemoglobin cũng tăng thôi chứ, nhưng thật sự thì khi số lượng hồng cầu tăng ở đây, người ta lại thấy là thể tích huyết tương tăng nhiều hơn. Vì vậy cho nên các bạn sẽ thấy là hồng cầu tăng, thể tích huyết tương tăng nhiều hơn, nó sẽ làm cho máu loãng đi, đúng không? Nó sẽ làm giảm một cách tương đối thôi. Vì vậy cho nên là mang thai thì nồng độ hemoglobin được chấp nhận bình thường là từ 11 gram trở lên, do đó dưới 11 được xem là thiếu máu. Và từ ngưỡng nồng độ này đó là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, đến dưới 5 tuổi thì sẽ có cái mức nồng độ này. Rồi trẻ từ 5 đến 11 tuổi thì sẽ có cái khoảng nồng độ hemoglobin, cái ngưỡng nồng độ hemoglobin nằm giữa cái nhóm phụ nữ mang thai và không mang thai, đó là dưới 11,5 gram trên decilit. Thì đây là cái nồng độ để giúp chẩn đoán thiếu máu theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới. Rồi như vậy để chẩn đoán xác định thiếu máu thì mình sẽ dựa vào cận lâm sàng, đúng không? Tuy nhiên trên lâm sàng cũng sẽ có các cái biểu hiện lâm sàng, vậy cho nên chẩn đoán một cái hội chứng hay là một cái bệnh lý gì đó cần phải có các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Thì mình sẽ xem các triệu chứng lâm sàng nó là gì ha. Thì nhóm triệu chứng lâm sàng sẽ bao gồm hai nhóm, đó là triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể. Như vậy thì các bạn học từ đầu nội cơ sở đến giờ rồi, các bạn sẽ biết là triệu chứng cơ năng là gì, triệu chứng thực thể là gì, đúng không? Như vậy thì ví dụ như là bệnh nhân nói là bệnh nhân đau bụng nè, bệnh nhân chóng mặt nè, da thì xanh nè, đi tiểu nước tiểu một ba hàng nè, rồi ồn tai nè. Như vậy thì năm trong năm cái triệu chứng có triệu chứng cơ, triệu chứng nào là thực thể? Đau bụng nè, chóng mặt nè, da xanh nè, đi tiểu nước tiểu mặt vàng sậm nè, rồi ồn tai nè. Vậy hai triệu chứng đó có phải là cơ năng không?
hai triệu chứng nó cũng phải cơ năng luôn không? Phải luôn. Vậy thì cái gì mới là thực thể? Ví dụ xét nghiệm mới là thực thể. Xét nghiệm thì nó được gọi là cận lâm sàng rồi. Khám khám cái gì? Ví dụ rồi cháu em khám, đúng rồi, khám là chứng thực thể, khám thấy là chứng thực thể không? Cái gì da xanh thực thể không? Chỉ cơ năng không? Vậy thì sao? Nhưng mà bây giờ ai đồng ý là có ba cái triệu chứng của bạn mình nói là triệu chứng cơ năng? Lên tay cao lên. Rồi, cảm ơn em. Là ai đồng ý là năm cái triệu chứng đó là cơ năng hết? Ồ, có một vài bạn. Số còn lại thì sao cũng được, sao cũng được, phải không? Rồi, bây giờ mình lưu ý một điểm ha, để các bạn xác định triệu chứng cơ năng cho nó dễ. Đó là gì? Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng mà chỉ bản thân bệnh nhân cảm nhận được thôi. Chỉ bản thân bệnh nhân cảm nhận được thôi. Cái gì mà các bạn thấy là bạn không thể nào cảm nhận được, không thể nào nhận biết được là cơ năng. Như vậy thì bạn mình nói hãy là đau bụng là cơ năng, phải không? Bạn cảm nhận được bệnh nhân đau bụng không? Không. Mình chỉ có thể gì? Mình chỉ có thể khám. Xong ví dụ như mình ấn bụng bệnh nhân, xong bệnh nhân nhăn mặt, mình đang nghĩ là bệnh nhân đau bụng, phải không? Nhưng mà mình có cảm thấy đau không? Không, không, đúng không? Bệnh nhân với bệnh nhân chống mặt, thế mình cũng quay vòng vòng không? Không, phải không? Rồi gì nữa? Ồ, tai. Ở cái bụng cũng nghe mấy xe lúa quay trong bụng tai, không có, đúng không? Nhưng mà da xanh mình thấy được không? Mình kiểm chứng được không? Mình nhận biết được không? Được, phải không? Thì đó là triệu chứng thực thể. Rồi nước tiểu vàng sậm được không? Mình thấy được không? Được. Nếu bệnh nhân đi tiểu, bệnh nhân để nước tiểu lại, mình thấy được chứ, đúng không? Mình kiểm chứng được chứ, mình nhận biết được chứ. Được. Thì đó là triệu chứng thực thể. Còn cái gì mình chỉ một mình bệnh nhân cảm nhận được thôi, đó là cơ năng. Và triệu chứng thực thể thì sẽ có những triệu chứng thực thể là bệnh nhân cũng nhận thấy được. Bệnh nhân có thể nhận thấy được nha. Nhưng mà cơ năng thì người khác không thể nào mà cảm nhận giùm cho bệnh nhân được hết. Để như vậy cho nó rõ. Một số quan điểm thì nói là một số triệu chứng là vừa là cơ năng vừa là thực thể. Thì kiểu như vậy á, là các triệu chứng thực thể bản chất nó là thực thể, bởi vì người khác có thể nhận biết được ha. Thì da bệnh nhân xanh hay là niêm mạc bệnh nhân nhợt cái gì đó, mình từ bên ngoài thì một người bạn nào đó bạn nhìn bạn mình cảm thấy được không? Được đó. Hoặc là bản thân bệnh nhân tự nhìn thấy lòng bàn tay của mình, hay là nhìn vào gương thấy cái mặt của mình, vân vân, bệnh nhân vẫn có thể thấy được điều đó ha. Nhưng mà miễn là mình kiểm chứng được, người khác kiểm chứng lại được, người khác nhận biết được, đó là triệu chứng thực thể ha. Rồi như vậy thì ở đây mình sẽ có một số các triệu chứng ha. Thì cái triệu chứng cơ năng đó nó gây ra là cho cái gì ha? Thì các bạn thấy là tế bào hồng cầu có chức năng chính là vận chuyển khí, và cái quan trọng đó là vận chuyển khí oxy. Như vậy thì hồng cầu sẽ có chức năng là mang oxy đến cho tất cả các mô, để mô này sử dụng oxy cho hoạt động của nó, để tạo ra năng lượng cho hoạt động của nó. Như vậy thì khi mà thiếu hồng cầu ha, thì mô sẽ thiếu oxy. Và biểu hiện hay là triệu chứng cơ năng của thiếu máu chính là các biểu hiện của mô khi nó thiếu oxy. Và có phải là tất cả các mô đều cần oxy không? Phải không? Tất cả các mô đều cần oxy, và oxy này đều được vận chuyển từ hồng cầu, đúng không ạ? Nhưng mà nhu cầu sử dụng oxy của các mô là khác nhau. Vì vậy cho nên có thể là mô này thì có biểu hiện, nhưng mô khác không có biểu hiện.
ra các cái triệu chứng. Tuy nhiên là ở các cái bệnh nhân khác nhau thì các bạn có thể ghi nhận các triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên là những cái mô mà nhu cầu oxy cũng nhiều thì bệnh nhân thường sẽ có biểu hiện. Ví dụ các bạn thấy là biểu hiện tên ở bệnh nhân thiếu máu đó là gì? Luôn có một cảm giác mệt. Bệnh nhân mệt khi giảm sức, bệnh nhân làm gì nó không có đủ khả năng để làm, cảm thấy mệt mỏi nè, hoặc là cảm thấy là thiếu hơi thở. Cái việc khi làm thì bệnh nhân cảm thấy mệt bởi vì không có đủ oxy. Do đó bạn sẽ thấy là biểu hiện mệt nó rất là phổ biến ở các cái bệnh nhân. Ở đây thì mình sẽ chia theo các cái hệ, cho nên là mình sẽ nói từ từ cho anh chủ bạn thấy là triệu chứng thiếu máu có thể xảy ra ở tất cả các mô. Mình có thể thấy là ví dụ ở da, phải không? Da thì mình sẽ thấy là da xanh, phải không? Có thể là lạnh rồi ha. Có thể vàng da, rồi bởi vì nguyên nhân của nó có thể là do tán huyết, có thể vàng da. Rồi ở hệ hô hấp thì bệnh nhân có thể thiếu hơi thở nè. Ở tê nè, bệnh nhân cảm thấy là mỏi tê hay là yếu tê nè. Ống tiêu hóa là đường tiêu hóa nè ha, thay đổi cầu phân thì thật ra là nó liên quan đến tình trạng tán huyết ha. Rồi bạn thấy triệu chứng thiếu máu nhưng mà mình thấy là mắt thì mắt to, thật ra thiếu máu thì không phải tất cả các nguyên nhân đều mắt to, thì người ta đang liệt kê rất là nhiều nguyên nhân ha, trong đó có những nguyên nhân gây ra mắt to chứ không phải là triệu chứng của thiếu máu nó sẽ có mắt to, mà là triệu chứng của nguyên nhân ha. Tim mạch thì mình đã thấy là nhịp nhanh nè ha, bệnh nhân hoàn toàn đến tấn ngực nè ha, có thể đau ngực nè, có thể là bệnh nhân bị cơn đau bắt ngực nè. Rồi hệ thần kinh trung ương là biểu hiện hay gặp nhất ha. Mình sẽ thấy là bệnh nhân có thể chóng mặt, bệnh nhân phù tai vân vân ha. Rồi như vậy mình sẽ thấy đây biểu hiện ở hệ thần kinh trung ương ha. Bệnh nhân có thể là cảm giác là mệt ha, bệnh nhân có thể là chóng mặt ha, hoặc là thậm chí là nhức đầu ha. Có những bệnh nhân thiếu máu lại cảm giác nhức đầu, chứ thường thì bệnh nhân cảm giác chóng mặt nhiều hơn là nhức đầu ha. Rồi ở đây các bạn thấy là biểu hiện trên cùng đó là gì? Ù tai, đúng rồi ha, ù tai, cảm giác tai thổi vùng trong lỗ tai. Nhưng mà thật sự thì cái biểu hiện ù tai này á, mình chỉ gặp khi nào mà cái mức độ thiếu máu nó tương đối là rất là thì mình mới gặp ù tai, còn thường mình sẽ gặp biểu hiện mệt nhiều hơn, mặt hơn nha. Còn hai biểu hiện ra hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa là cái đứa bé này nó ngáp thôi, còn nhìn nó không thiếu máu một chút xíu nào nha. Rồi cái biểu hiện này ở đây thường các bạn ta nói đây là cái biểu hiện do thiếu oxy não. Cái thiếu oxy não vậy thì khả năng tập trung nó kém ha, và thêm nữa là nó rất là dễ buồn ngủ ha, rất là dễ buồn ngủ. Và biểu hiện này người ta gọi nó là ngủ gà ha, ngủ gà. Rồi mình ra quán thức dậy mở mắt lên cái là buồn ngủ nữa ha. Còn chuyện các bạn ngồi trong lớp bạn bụng có phải xem lại cả hai phía ha. Chứ còn không phải là với lại cái chuyện mỗi lần mà mình mở lớp tập ra mình học bài mà mình hát thì mình đừng ngủ ra, nó giống như một cái phản xạ, đúng không? Cứ không có một từ cứ tập để học bài là thấy ngáp tới là thấy buồn ngủ tới. Cho nên sau này ví dụ như bạn có làm đề tài nghiên cứu của sinh viên chẳng hạn, bạn thử làm một cái đề tài là điều trị mất ngủ cho đi học, thử là được không? Coi nó có hiệu quả không? Cho mấy người mất ngủ đi học, bắt đầu thi trả bài rồi này nọ, cầm tập lên học rồi có ngủ được không? Rồi như vậy mình thấy là nó sẽ thiếu oxy hệ thần kinh trung ương ha. Rồi biểu hiện thiếu oxy mô khác ha, mình có thể thấy là hệ tim mạch ha, và đây là biểu hiện thường gặp, các bạn thấy là bệnh nhân mệt khi gắng sức. Cái ông bác trong cái hình này là leo lên ha, đang leo lên các cái bậc thang và cảm giác rất là mệt ha. Ở đây cũng vậy ha. Ở đây bệnh nhân này bị gì? Bệnh nhân ở dưới nè, các bạn, bệnh nhân bị gì? Đau thắt ngực, đánh trống ngực. Đánh trống ngực, đánh trống ngực là do cái gì? Do gì?
đến sống lực là thuật ngữ để người ta mô tả cái gì. Bệnh nhân mô tả cho mình nó đánh sống lực. Thật ra thì nó cảm giác của bệnh nhân nhưng mà nó mô tả một cái triệu chứng thực thể khác, đó là gì? Đó là gì các bạn? Nhịp tim nhanh. Nhịp tim nhanh. Đánh sống lực là gì? Là cái gì đập 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 vậy? Tim đập. Đúng không? Và những người mình lớn lớn tuổi đó, nam nữ thì thường là mô tả với mình đó, là họ mô tả như thế này nè. Trời ơi, nhiều khi tim nó đập cũng lọt ra ngoài rồi bác sĩ. Tim đập cũng lọt ra ngoài luôn. Ông này cũng sợ tim lọt ra ngoài nên ông dịnh lại. Chứ không nó đập một hồi nó lọt ra ngoài. Đập phải thấy là biểu hiện nhịp tim nhanh. Nhưng mà bệnh nhân mô tả, bệnh nhân bị cảm giác là cứ bình. Rồi gọi là đánh sống lực. Còn bệnh nhân này phải sao nè, cao mắt lực nè, có thể xuất hiện cái cơn đau mắt lực, thậm chí là nhồi máu cơ tim. Nếu tình trạng thiếu máu nó nặng hơn, các bệnh nhân đã có thiếu máu cơ tim, thiếu máu cục bộ cơ tim rồi, thì tình trạng thiếu máu nó có thể dẫn đến cái đau mắt lực nhồi máu cơ tim nha. Rồi ở hệ hô hấp thì như mình đã nói là cái hô thở bệnh nhân sẽ ngắn hay nó cắt cắt là khó thở nhưng mà nó ở một mức độ thiếu máu nhất định thì bệnh nhân mới có cái khó thở rồi ở đây là các cái hệ cơ quan khác nó sẽ thấp hơn ví dụ như bạn thấy là ở hệ tiêu hóa hệ tiêu hóa thì nó có thể là một số cái ở một số người có thể có rối loạn tiêu hóa nhưng mà nó khá là ít nhưng thường nhất thì sẽ cảm giác là ăn khó tiêu ở mê nhưng cũng có người thì tiêu chảy táo bón nhưng mà thường thì như vậy thì nó sẽ liên quan đến các cái nguyên nhân gây ra thiếu máu chứ không phải bản thân triệu chứng của thiếu máu. Rồi ở hệ tiết niệu đã thấy cái gì thật ra là ở hệ tiết niệu thì nếu như thiếu máu mạng thì các bạn đã không có thấy sự thay đổi gì đâu chỉ là nếu như bệnh nhân bị mất máu cấp bệnh nhân bị mất máu cấp thì có một cái khối lượng lớn máu cấp bị mất như vậy nó sẽ làm giảm thể tích tuần hoàn làm giảm thể tích tuần hoàn như vậy thì bệnh nhân có thể là giảm thể tích nước tiểu nó nằm trong một cái bệnh cảnh sốc chẳng hạn thì như vậy nó mới có còn thiếu máu mạng thì sẽ không có thay đổi thể tích nước tiểu bởi vì bệnh nhân thiếu máu mạng thì sẽ không thay tuần hoàn trước đó thì các bạn thấy hình cái cánh tay đó là bệnh nhân biểu hiện ở cơ ở hệ cơ và bệnh nhân sẽ có biểu hiện mỏi cơ và cái biểu hiện mỏi cơ này á là một biểu hiện khá là đặc trưng của bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt nhưng mà do thiếu sắt bởi vì sắt á ngoài nó là thành phần của hemoglobin trong hồng cầu thì sắt còn là thành phần của myoglobin trong cơ vì vậy cho nên bệnh nhân thiếu sắt thì có biểu hiện mỏi cơ và biểu hiện mỏi cơ này khá đặc trưng cho thiếu sắt như vậy thì trong số các bạn đây thì có thể là bởi vì nữ là đối tượng mà dễ thiếu máu thiếu sắt có thể là các bạn nữ nào có bạn đã có cái biểu hiện này rồi không có biểu hiện này rồi người ta thường thấy nhất còn thang đó thì mình lại không còn thang khi đang còn thang vậy nè thì cái bước lên các cái bậc thang như vậy thì mình sẽ không có cảm giác là mình chưa có cảm giác mệt đâu nhưng mà chân thì rất là mỏi chân thì rất là mỏi và người ta mô tả có những bệnh nhân mô tả đầu nào leo lên tới đây cũng rụng cái chân để cho mình thấy rất là rõ là cái mức độ mỏi nó như thế nào thì các bạn thì để cho các bạn thấy cái cảm giác đó tưởng tượng ra cái cảm giác đó rồi cái biểu hiện cái thứ là triệu chứng thực thể thì ở trên lâm sàng triệu chứng thực thể là được xác định khi mà mình sẽ khám lâm sàng đúng không do đó các bạn lưu ý là khi mình xác định được các triệu chứng nào là triệu chứng cơ năng triệu chứng nào là triệu chứng thực thể thì khi mình viết vào trên bệnh án thì nó sẽ chính xác hơn rồi như vậy thì trên lâm sàng khám thực thể thì ở đây đầu tiên các bạn biết là người ta sẽ xem da như thế nào bởi vì mình thiếu hút nó là hemoglobin cho cái màu sắc của thì giảm đi đúng không do đó các bạn thấy là bởi vì thiếu hemoglobin vậy cho nên cái hồng cầu thì số lượng hồng cầu rất là ít đó nó làm cho da không có hồng hào như nước nữa như những người mà có đầy đủ hồng cầu và niêm mạc cũng thấu da như thế nào? Nó sắp bắt đi như sao? Cứ cài dập
Rồi như vậy người ta khám da như thế nào, nên bạn lưu ý là ngoài việc là nhìn tổng thể là nhìn khuôn mặt ha. À, thì ở đây người ta khám cụ thể từng vị trí, các bạn thấy đây là khám da lòng bàn tay ha. À, và nguyên tắc khám da lòng bàn tay là sẽ so sánh nha, so sánh. Thế vậy mình sẽ so sánh gì? So sánh lòng bàn tay của bệnh nhân và lòng bàn tay của người bình thường. À, và người bình thường lại là một người nào đó bình thường, đúng không? À, bác sĩ bình thường không? Tên xui, tên xui. À, nếu mà mình biết mình thiếu máu rồi thì mình xè ra khoe hát. À, mình xè ra mình khoe cái không biết ai, không biết bên này chứ bên này bác sĩ ai là bệnh nhân. À, à, thế thì mình nhớ ra là khám da lòng bàn tay là để so sánh da lòng bàn tay của bệnh nhân và lòng tay của người bình thường. Và so sánh như thế này thì không có cứng nhắc, không có yêu cầu các bạn là phải cùng chiều lòng bàn tay thế này thì mới so sánh được nha. Bởi vì thực tế là khi các bạn khám lâm sàng trên TV thì có những bạn yêu cầu khám da lòng bàn tay thì các bạn tự mình nhân nặng mà như nằm chứ mình đi đứng mình nói chuyện mình phải dùng đứng ngược chiều chứ. Có phải đứng dậy xong nói chuyện như thế không? Mình đứng ngược chiều vậy xong cái chiều khám các bạn làm sao không? Bẻ tay bệnh nhân để chiều vậy không? Thì các bạn sinh viên các bạn bẻ tay cho nó cùng chiều. Không cần thiết nha. Cái chuyện này là thực tế là bạn đã từng làm vậy á, cho nên là lưu ý các bạn vậy nào. Rồi, và mình sẽ thấy là nó sẽ có những cái khoảng mà nó nhột, đúng không? Ha? À, và nó sẽ nhột dần ra ha. À, thì các bạn sẽ được hướng dẫn kỹ hơn một chút ha. Rồi, sau đây mình cũng thấy ở đây thôi. Và mình nhớ là khám với ánh sáng tự nhiên nha. À, ánh sáng đèn với ánh sáng đèn này nó hình bạn. Cái thứ hai là bệnh nhân ở đây thì bệnh nhân có tán huyết, bệnh nhân bên hình bên kia bên trái thấy là da hình vàng ha. Rồi cái mà mình lát nữa à, những giảng đường khác không thấy nó đến nó rõ gì đâu ha. Thì đây bạn thấy là ngoài khám da lòng bàn tay người ta có thể khám da lòng bàn chân. Tuy nhiên khám da lòng bàn chân còn khó hơn nữa kìa. À, bởi vì khi bệnh nhân nằm á, và thêm cái nữa là bệnh nhân nếu ở khu vực miền Tây thì bệnh nhân hay làm ruộng đó, bệnh nhân đi xong rồi chân thì nước ăn xong rồi bị nó gì nó chai nó khớp á, lòng bàn tay những cái cục chai nữa chứ không phải dễ thấy đâu ha. À, thì cũng khó khám và lòng bàn chân càng khó hơn nữa. Cái cách khám da lòng bàn chân á, cách khám là mình cho bệnh nhân nằm xong rồi chân bệnh nhân một chân thì to, chân còn lại là gác lên đầu gối của chân kia. Đại khái mình nói cho gọn, mô tả chị không tưởng tượng ra cách nằm ha, nhưng nói cho gọn là nằm chéo ngoẩy tưởng tượng thấy không ha. À, kiểu nằm chéo ngoẩy vậy đó. À, thì cái bàn chân nó sẽ dựng lên như thế này đúng không ha. À, thì mình sẽ thấy được cái lòng bàn chân. Và khi khám lòng bàn tay á thì mình so sánh một cách lòng chân vẫn so đó. À, không cần cái lỗ nó dày ra không mày giơ cái chân lên đó ha. Điều biên giới chân tân cái bệnh nhân ngã ngang luôn á. Rồi ở đây da thì có thể khám như thế ha. Rồi đi thứ hai mạc, khám niêm mạc. Khám niêm mạc thì các bạn thấy là ở vị trí mà khám niêm mạc mắt khám niêm mạc mắt để chẩn đoán thiếu máu đó chính là đây gọi là gì đây gọi là gì cái này gọi là gì? Trồng trắng gọi là gì? À, mình chưa học mình không biết đúng không? Củng mạc ha. À, trồng trắng gọi là củng mạc, nhưng mà khi mình khám thiếu máu nó hay gọi là kết mạc ha. Kết mạc nha. À, như vậy thì mình sẽ khám kết mạc mắt xem như thế nào ha. Nó nhỏ không phải mình nói niêm mạc cũng được ha, mình kết mạc là chính xác ha. Đó, cái cách khám thì các bạn chỉ cần đặt cái ngón tay ha, ngón tay cái hai ha. À, sát mí dưới và mình chỉ cần kéo nhẹ thôi, bạn chỉ cần kéo nhẹ thôi sẽ thấy bộc lộ cái vùng kết mạc này rồi ha. Và mình sẽ nhìn xem là có còn hồng đều không, vị trí nào đó ở trung tâm thì nó tròn rồi ha, hoặc là nó nhợt nhạt, bệnh nhân bên kia là khá là nhợt nhạt hết rồi ha. À, như vậy thì mình sẽ khám. Rồi tiếp theo mình có thể đánh giá các niêm mạc vùng khác ha. Niêm mạc ở vùng khác có thể là niêm mạc dưới lưỡi ha. Cái hình hai
niêm mạc dưới móng tay, các niêm mạc dưới móng tay, có nghĩa là mình nhìn cái móng ha, và mình nhìn dưới móng hay là người ta gọi là giường móng và niêm mạc dưới móng ha, cái này niêm mạc khá là nhiều. Tuy nhiên là mình nói khám thiếu máu là mình khám lung tung chỗ như vậy, nhưng các bạn nên khám theo cơ quan nha ha. Ví dụ khi mình khám mắt như vậy, cái mình khám kết mạc xong mình khám luôn cũng mạc xem là nó có xuất huyết gì hay không, phải không, có vàng hay không ha. Bởi vì mình khám cái xuất huyết và khám khám cái vàng vàng mắt đó là khám nó cũng mạc ha. Chứ mình đang khám thì xong mình lọc bàn tay mình khám cái móng, cái xuất huyết nữa mình cái lọc bàn tay, cái hồi mình nhớ là cái móng thì mình lọc cho mình khám cái móng ha. Rồi hồi ta chửi chứ ha. Rồi niêm mạc tiếp theo, các bạn có trình niêm mạc dưới móng qua cái móng tay ha. Tuy nhiên ở phụ nữ ha, khám môi với lại khám móng hơi khó ha. Phụ nữ bây giờ thì sao, khám môi ôi móng nào cũng hồng muối chân luôn, không có biết là có thiếu máu hay không ha. Nguy hiểm nha. Vì sao, ví dụ như vô mổ á, thường mỗi người đi nhìn lên này coi là coi hồng nào á, hồi nhìn lúc nào môi cũng rất là hồng luôn. Cái máu chảy be bét thì thâm môi cũng hồng dữ, một hồi chảy tan tành hết lên rồi thấy cũng đỏ hồng luôn. Rồi móng tay thì đưa vô khám sẽ thấy ôi móng thì móng rất là màu hồng nào ha, màu đỏ là thôi cua chỉ hết khám được ha. Rồi thì móng tay ở bệnh nhân thiếu máu mình có thể thấy là móng khô mất bóng, và cái móng bệnh nhân có thể là bị dẹt như cái hình trên cùng, các bạn thấy là nó thẳng không? Ở đây nè, phẳng như thế này nha, dẹt nha. Còn trong trường hợp mà móng tay bệnh nhân lõm thì mình còn chưa thấy là bệnh nhân lõm là do thiếu sắt ha. Móng tay dẹt thì cũng do thiếu sắt cũng có nè. Các bạn nhìn thấy là trên cái móng này các bạn có thấy những cái sọc không? Những cái sọc, những cái khía vậy không? Nha. Móng mình bình thường sẽ không có nha. Nếu thiếu máu mạng bệnh nhân có thể xuất hiện những cái biểu hiện này, khá khô nè ha. Và cái này là hình minh họa thôi. Rồi cái hình kế bên đó là khám tóc ha, là khám hệ thống lông tóc bóng mà. Khi thiếu máu thì cái dinh dưỡng cho thịt, cho lông tóc bóng nó cũng kém đi. Vì vậy cho nên nó cũng sẽ giảm cái mức độ bóng của nó. Tóc thì cũng vậy, tóc khô dễ gãy rụng. Tóc khô giờ thì cũng khó đúng không? Uống tóc thôi, bữa thì thù, bữa thì duỗi thẳng đơn ra, xong rồi duỗi thẳng xong làm gì? Tóc dầu cái nó bóng lại. Nói chung là nhuộm màu, bữa nay thì tôi cái màu này, bữa sau thì tẩy cho nó hút nó màu trắng, màu gì màu sáng sáng thì nó kiểu vậy. Thì nó sẽ rất là khó. Thôi rụng tóc, cái cách mà mình khám rụng tóc, thứ nhất là mình hỏi bệnh nhân mình hỏi bệnh nhân xong thời gian gần đây bệnh nhân có bị rụng tóc không. Bệnh nhân sẽ nói cho mình biết là nó có rụng nhiều hơn trước hay không. Cái cách mà khám nhất là bệnh nhân nằm, thường là bệnh nhân nằm viện á thì bệnh nhân sẽ nằm trên gối chẳng hạn, không có gối vậy thì khi mà nếu mà có tóc rụng ở dưới gối đó là tóc rụng nhiều rồi ha. Và cái cách mình khám á thì khi khám tóc á thì mình sẽ luồn tay, xòe tay ra xong rồi luồn vào trong tóc ha, tóc của bệnh nhân ha, xong rồi mình kéo nhẹ ra nha, mình kéo nhẹ ra như thế này, khép lại xong mình kéo nhẹ ra nha. Và nếu như có tóc rụng đi theo thì có nghĩa là bệnh nhân tóc dễ rụng. Tuy nhiên mình cũng phải cẩn thận, đó là tính cách khám vậy thôi. Còn thực tế thì các bạn thấy là ví dụ như bệnh nhân nằm tại bệnh viện, có những bệnh nhân mà nhiễm trùng cái này, ví dụ bệnh nhân bệnh thổ cấp nè, bệnh nhân suy nghĩ là bệnh nhân bị nhiễm trùng nè, thì bệnh nhân nằm bẹp chỗ cái chuyện mà chảy đầu gì đó nó xa xỉ đó như vậy thì tóc nó rối be vậy mà xong rồi thọt tay vô bị cái băng một cái ha, rồi muốn chết rồi rụng nguyên đùi nữa nha. Rồi. Do đó thật ra những cái triệu chứng này nó chỉ có thêm cái giá trị để mà khẳng định thôi, là có nhiều cái triệu chứng thôi. Do đó mình cẩn thận khi mà mình khám, lưu ý. Rồi. Và nếu như bệnh nhân thiếu máu mạng trong thời gian khoảng từ 3 tháng trở lên thì các bạn có thể nghe thấy tiếng thổi tâm khung cơ năng ở tim. Có thể nghe thấy tiếng thổi tâm khu ở tim nha. Và đây gọi là cơ năng thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì tiếng thổi này nó sẽ thay đổi. Nó không phải là do tổn thương thực thể tại tim. Mà nó chỉ là do tăng lưu lượng tim thôi. Tăng cung lượng thôi. Vì vậy cho nên các bạn sẽ thấy là nó sẽ thay đổi. Đó nghĩa là có lúc mà mình nghe
được ở cường độ này có lúc mình nghe được ở cường độ khác. Bệnh nhân nghiêng thì khác, là bệnh nhân thay đổi tư thế nó sẽ khác. Vì vậy cho nên người ta gọi là cái phổi tâm hồn cơ năng. Rồi về cận lâm sàng á, về cận lâm sàng thì mình sẽ nói về các cái cận lâm sàng này. Nhất là tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, một cái tên rất là dài và mình gọi gọn đó là xét nghiệm tâm thức máu. Xét nghiệm tâm thức máu, ở xét nghiệm tâm thức máu sẽ cho mình các thông tin về các chỉ số của hồng cầu, trong đó có gì, RBC có nghĩa là số lượng hồng cầu, HGB có nghĩa là nồng độ hemoglobin, HCT đó là hematocrit, MCV, MCH, MCHC và RDVK. Thì đây là các chỉ số của hồng cầu. Cái cộng lâm sàng thứ nhất, cộng lâm sàng sai đó là hồng cầu lưới. Hồng cầu lưới, hồng cầu lưới thì các bạn nhớ hồng cầu lưới là một cộng lâm sàng riêng lẻ nó không cùng nằm ở trong công thức máu, nó cũng không nằm trong kết cấu ngoại vi. Bởi vì khi chạy, khi mà làm công thức máu thì người ta sẽ làm bằng máy tự động. Khi làm kết cấu ngoại vi thì người ta sẽ làm thủ công. Nhưng mà hồng cầu lưới các máu ngoại biên lại nhuộm bằng một thuốc nhuộm khác, còn hồng cầu lưới thì nhuộm bằng thuốc nhuộm khác, do đó mình không gọt chung nó với nhau được. Rồi cái thứ nhất đó là các máu ngoại biên, ta có thể tách hai cái các thuốc máu máu ngoại biên riêng hoặc là gom chung lại. Nếu như mình gom chung lại tổng phân tích tế bào máu ngoại vi và các máu ngoại vi thì mình gọi chung đó là huyết đồ. Huyết đồ nha. Do đó khi người ta chỉ định huyết đồ thì mình phải hiểu đó là bao gồm cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào ngoại vi và các máu ngoại vi. Bởi vì cái xét nghiệm bên trên là công thức máu, nó chỉ cung cấp cho mình các thông số về mặt số lượng thôi, số lượng thôi. Về màu sắc gì đó nó có thể cho, nhưng nó chỉ là cái gợi ý thôi. Còn các máu ngoại vi là một xét nghiệm trong một cộng lâm sàng cho mình thông tin về mặt hình thái tế bào. Máy nó không thể nào đọc được là tế bào này hình gì, nó không đọc được. Chỉ có con người mới đọc được đây là hình gì thôi. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể đọc thêm là có những cái máy đọc phết máu hay đọc viết đồ là nó đọc tự động hoàn toàn, nó từ A tới Z hết. Thật sự thì không phải đâu. Nó sẽ kéo ra máu cho mình, nó sẽ đọc, nó sẽ chạy phân tích tế bào máu, xong rồi nó sẽ ra các chỉ số, rồi xong nó sẽ kéo một cái phết máu cho mình, nó nhuộm luôn. Xong rồi nó làm gì các bạn không? Nó sẽ cho cái phết máu này, cho cái tiêu bản đó đi qua và nó chụp từng slide, chụp bập liên tục, nó cho đi qua giống như mình đọc cái miệng quy vậy, xong mình chụp. Và như vậy thì nó sẽ gán vào những cái tế bào có sẵn để xem là nó giống cái tế bào gì nha. Hoặc là sau khi nó chụp slide xong thì cái người đọc chỉ cần nhìn trên cái màn hình đọc những hình ảnh mà máy nó đã chụp lại không. Còn bây giờ thì mình sẽ làm thủ công, có nghĩa là mình cũng có máy kéo máu và máy nhuộm vậy đó, nhưng mà sau khi nhuộm xong như vậy, hoặc là thủ nhuộm thủ công thì mình sẽ đọc trên cái thiện vi và mình sẽ tự mình chỉnh, xong rồi mình dời các quan trường để mình đọc trên cái thiện vi. Thì đó là cái máu ngoại vi. Hiện nay thì tất cả các nơi ở Việt Nam mình thì đều đọc được xong như vậy. Mình chưa có tới cái công nghệ mà nó chụp tập rồi mình ngồi mình rung buồn, mình chỉ nhìn màn hình thôi, không có ha, chưa. Rồi các cái nghiệm khác ha, cái nghiệm khác thì mình sẽ không nói bởi vì nó là những cái cộng đồng nguyên nhân thôi. Rồi cái bảng này là một cái bảng để cho các bạn thấy là không cần học thuộc lòng cái này đâu ha. Đó là các cái chỉ số mà ban đầu mình nói để giúp chẩn đoán thiếu máu, đó là chỉ số lượng hồng cầu, là hemoglobin, là HCT nè. Thì trong một cái nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh cái này cũng lâu rồi ha, người ta thấy được là ở các cái mức số lượng hồng cầu ha, rồi hemoglobin, hematocrit ở nam và nữ, ở người Việt Nam và người nước ngoài nó có sự khác biệt ha. Cái chuyện này cũng đơn giản thôi ha, mình dễ hiểu đây rồi ha. Thì các hệ thống sinh lý đều sẽ khác nhau mà. Rồi bây giờ đi vào tổng phân tích tế bào máu ngoại vi ha. Thì trong tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, ở như mình đã nói là chẩn đoán thiếu máu thì sẽ dựa vào nồng độ hemoglobin nhé, nồng độ hemoglobin. Rồi bây giờ những chỉ số khác giúp cho chẩn đoán thì bao gồm gì? MCV, MCH, MCHC và RDVK ha. Như vậy MCV là gì? MCV là thể tích trung bình của hồng cầu ha, thể tích trung bình nha. Chữ V là thể tích, chữ M là trung bình ha, và chữ C là tế bào hồng cầu ha. Rồi như vậy thì MCV bình thường là khoảng từ 80 đến 100 thành tô lít
và có những tài liệu trong một cái ngưỡng nhỏ hơn là 85 đến 95 phần tu lít và nó được tính qua các chỉ số như bạn thấy đó là HCC chia cho số lượng hồng cầu, HCC chia số lượng hồng cầu. Như vậy thì đây là thể tích trung bình của hồng cầu. Như vậy thì nó sẽ cho mình biết thông tin về cái gì của hồng cầu, về kích thước của hồng cầu, đúng không? Như vậy thì nếu như MCV nằm trong khoảng giới hạn bình thường thì mình sẽ gọi là hồng cầu có kích thước bình thường, hoặc là mình có thể thuật ngữ khác đó là hồng cầu đẳng bào, kích thước bình thường hay là đẳng bào giống nhau nha. Rồi nếu như MCV giảm đến 80 phân tu lít thì mình gọi đây là hồng cầu có kích thước nhỏ, và nếu nó trên 100 phân tu lít thì gọi là hồng cầu có kích thước to. Tôi có nói bạn là SL đó là đơn vị đo thể tích phân tu lít. Rồi cái chữ viết ở phía trên đó L. Chỉ số thứ hai đó là MCH. MCH MCH là lượng hemoglobin trung bình trong hồng cầu, cho nên nó được tính bằng đơn vị đo khối lượng phân, nó là picogram. Như vậy MCH sẽ bằng hemoglobin chia cho số lượng hồng cầu, là giá trị trung bình của nó hay ngưỡng tham chiếu của nó sẽ là từ 28 đến 32 picogram. Như vậy thì nếu như hồng cầu có MCH nằm trong khoảng này, khoảng từ 28-32 thì mình sẽ gọi đó là hồng cầu đẳng sắc. Bởi vì đây là gì? Lượng hemoglobin trong hồng cầu, mà hemoglobin chính là thành phần tạo ra màu đỏ cho tế bào hồng cầu, đúng không? Hay là thành phần tạo ra màu sắc cho hồng cầu. Như vậy khi hemoglobin giảm, nó sẽ làm cho màu của hồng cầu nhạt đi, đúng không? Thì nếu nó nằm trong cái ngưỡng bình thường thì mình gọi là hồng cầu đẳng sắc, có nghĩa là màu sắc của nó bình thường, màu sắc bình thường. Nhưng nếu như hồng cầu có MCH dưới 28 picogram thì mình sẽ gọi đây là hồng cầu nhược sắc. Và các bạn rất là hay nhầm lẫn chữ sắc này với lại chữ sắc tề, bởi vì mình suy nghĩ là có một cái mối liên quan giữa sắt và hồng cầu, giữa sắt và hemoglobin. Như vậy khi mình nói nhuộm sắt là mình hay sử dụng chữ sắt T, không phải ha, chữ sắt ở đây người ta đang nói về màu sắc của hồng cầu nha. Rồi mình đuổi ha, thì ở đây mình có cái thiếu không hả, không cái ngưỡng nữa, đó là bạn cho là dưới 28 thì mình sẽ có cái ngưỡng nữa là trên 32, phải không ạ? Trên 32, mình không có ngưỡng này bởi vì là như thế nào? Bởi vì người ta thấy là cái màu sắc của hồng cầu là cho thành phần hemoglobin trong hồng cầu tạo ra. Tuy nhiên là bình thường tế bào hồng cầu có hình đĩa, đúng không? Phải hình đĩa không? Đúng không? Hồng cầu hình gì? Hình đĩa lõm hai mặt. Hình đĩa lõm hai mặt. Em có nhiều lớp mà hỏi bạn trả lời là hồng cầu có hình cầu, tại vì nghe hồng cầu cái không có hình gì hình cầu mà cho nó gọn ha. Rồi hồng cầu có hình đĩa lõ hai mặt, mà đĩa lõ hai mặt thì nó sẽ như thế nào? Nó có đều không? Đều không? Màu sắc nó sẽ đều không các bạn? Đều không? Đĩa lõm hai mặt không đều, mà chỗ nào đậm hơn chỗ nào nhạt hơn? Ở ngoài đậm, ở trong nhạt, đúng rồi ha. Các bạn sẽ có hình đĩa lõm á, cái đó là ở ngoài kia thì nó đậm vào, trong khi trong thì sao? Đĩa lõm hai mặt mà, cho nên ở đây nó dày nè, nó sẽ chứa nhiều gì? Nhiều hemoglobin. Còn ở đây nó mỏng là thì hemoglobin ít thôi. Như vậy thì 3 giờ khi mình nhìn ở dưới kính hiển vi là nhìn không gian hai chiều thì mình sẽ thấy là nhìn không gian hai chiều hồng cầu sẽ có hình tròn, hồng cầu sẽ có hình tròn, nhìn từ trên xuống hồng cầu hình tròn.
và nó sẽ như thế này nè, nó sẽ như thế này nè. Ở ngoài kia mắt hoặc tạm và tâm là
tỷ lệ phần trăm của cái hồng cầu mà nó có thể thích tương ứng như thế này. Đó. Như vậy thì trên cái biểu đồ này bạn có thể người ta vẽ các cái màu hồng cầu theo người ta vẽ cái độ phân bố của nó theo kích thước của nó. Đó. À như vậy ví dụ như hồng cầu kích thước 100 ml này là đây, hồng cầu 100 ml trồng lên đây, đúng không? Hồng cầu 90 đây 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 đây, hồng cầu 80 đây đây. Rồi. Như vậy thì chỉ số RDT kép ha. À, có là một cái đường cắt ngang khoảng 20% cái hồng cầu ha, 20% tổng số hồng cầu. Như vậy là cái đường này nha. Như vậy các bạn phải xem. Bên này nha, mình có một cái biểu đồ nhỏ hơn, biểu đồ hẹp hơn. À. Như vậy thì theo các bạn, nha các bạn, giữa hai biểu đồ này thì trong hồng cầu ở trong biểu đồ nào sẽ có kích thước đồng đều với nhau hơn? Biểu đồ hẹp hay là biểu đồ rộng? Biểu đồ rộng. Đều của về kích thước của hồng cầu, ha, mức độ đồng đều của hồng cầu. Nếu nó nằm trong ngưỡng bình thường thì hồng cầu có kích thước tương đối đồng đều. Còn nếu như nó lớn hơn cái ngưỡng đó, có nghĩa là hồng cầu có kích thước như thế nào? Kích thước không đồng đều với nhau. Đứa thì to, đứa thì nhỏ, đứa thì trung bình, ha. Hoặc là nó cùng nhỏ nhưng mà nó nhỏ xíu rồi nó nhỏ thì vừa, ha. À, thì như vậy nó sẽ có chỉ số RDT kép nó tăng, ha. Rồi, đó, đấy tiếp là hồng cầu lưới, ha, à, hồng cầu lưới. Thì cái trên cái hình này sẽ cho các bạn thấy đây là quá trình biệt hóa của dòng hồng cầu. Biệt hóa là gì? Biệt hóa là quá trình trưởng thành của dòng hồng cầu. À, như vậy thì cái hồng cầu cuối cùng ra có ngoài kia là cái hồng cầu này nè, là hồng cầu có hình đĩa lõm hai mặt và không có nhân, đúng không? Nhưng mà trong quá trình biệt hóa của nó, thì tất cả các giai đoạn biệt hóa của nó đều là các tế bào nguyên hồng cầu có nhân. Rồi, đến giai đoạn hồng cầu này, hồng cầu đẩy nhân ra ngoài và nó sẽ trở thành một cái tế bào hồng cầu. Tế bào hồng cầu này không có nhân, nhưng mà kích thước nó sẽ lớn hơn hồng cầu trưởng thành. Và nó còn tồn tại lại thành phần các cái lưới nội bào ở đây. Và nó sẽ bắt màu hút nhuộm, những cái thuốc nhuộm đặc biệt thì nó sẽ bắt màu để cho mình thấy. Đó còn những cái hàng trong bào tương hồng cầu. Nhưng mà người ta chỉ nhuộm bằng cái phương pháp nhuộm đặc biệt riêng cho nó. Còn nếu như trên tiêu bản nhuộm thông thường thì mình chỉ thấy một tế bào hồng cầu không có nhân, kích thước sẽ to hơn hồng cầu bình thường và nó có màu hơi đều hơn hồng cầu bình thường. Như vậy thì đây gọi là tế bào hồng cầu lưới. Người ta gọi như vậy là bởi vì như là nói với bạn là nếu như mình nhuộm một cái phương pháp nhuộm đặc biệt thì nó sẽ có những cái hàng còn tồn dư ở trong bào tương của hồng cầu. Và những hạt này nó có thể là liên kết lại với nhau và người ta tưởng tượng ra cái hình ảnh là giống như cái hình mạng lưới bên trong hồng cầu. Cái đó tế bào hồng cầu này được gọi là hồng cầu mạng lưới ha, và gọi gọn lại đó là hồng cầu lưới ha. À, rồi như vậy hồng cầu lưới là gì? Hồng cầu lưới là hồng cầu giai đoạn trung gian giữa hồng cầu còn nhân và hồng cầu trưởng thành nha. À,
Vì vậy cho nên kích thước của nó sẽ hơi lớn hơn và nó sẽ còn những thành phần trong của nhân ha, sau khi đã hồng cầu đẩy nhân ra ngoài. Như vậy thì cái kết hợp hồng cầu, cái hồng cầu lưới này nó có giá trị gì trong chẩn đoán thiếu máu để người ta làm nó, có giá trị gì trong chẩn đoán thiếu máu? Bây giờ nó sẽ có một cái ngưỡng giá trị, rồi nó sẽ có hai cái ngưỡng định lý, một là giảm, hai là tăng. Như vậy các bạn suy nghĩ xem là nếu bệnh nhân thiếu máu, người ta làm hồng cầu lưới, người ta đến hồng cầu lưới và người ta thấy hồng cầu lưới tăng, điều đó có nghĩa là gì? Bệnh nhân thiếu máu nha, thế là hồng cầu lưới hay hồng cầu lưới tăng, đó là gì? Và ngược lại thôi, mình nói vậy đi, bệnh nhân thiếu máu nhưng mà khi làm hồng cầu lưới thì thấy hồng cầu lưới giảm, hồng cầu lưới giảm thì như vậy nghĩa là gì? Từ hồng cầu lưới giảm mình sẽ suy ra cái điều gì? Hồng cầu lưới giảm sẽ suy ra gì nè? Ai biết? Các bạn nào còn nói thêm không? Không. Cứ nói suy nghĩ với các bạn thôi. Tại sao nghĩ vậy? Thiếu máu nhưng mà hồng cầu lưới giảm thì bạn nói là nếu mà thiếu máu hồng cầu lưới giảm thì nghĩ là do suy tủy xương hoặc là do thiếu dinh dưỡng gì đó. Tăng, đúng rồi, đáp ứng nó sẽ tăng, đáp ứng là erythropoietin. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi nhưng mà bạn chưa có giải thích được và bạn cũng đang liên kết đúng. Và cảm ơn em, có bạn nào nói rõ không? Rồi, có phải bạn thấy là thiếu máu đúng không, có nghĩa là nhu cầu đang tăng phải không? Nếu thiếu máu thì nhu cầu tăng không, mình đang cần cho một cầu mà đúng không? So với bình thường, nếu bệnh nhân không thiếu máu thì hàng ngày có hồng cầu tạo ra không? Có không? Có, hàng ngày sẽ có lượng hồng cầu bị con chết đi, đúng không? Hồng cầu già bị chết đi, hồng cầu mới được tạo ra một cách bình thường, đều bình thường thôi. Nhưng bây giờ bệnh nhân thiếu máu, có phải là người ta đang cần nhiều hơn không? Hồng cầu nhiều hơn không? Như vậy thì nếu mà hồng cầu được tạo ra từ đâu? Từ tủy xương. Nếu như tủy xương bình thường, tủy xương sẽ làm gì? Tăng đáp ứng, đúng không? Tăng sinh để làm gì? Để nhằm là tạo nhiều hồng cầu hơn, cung cấp cho ngoại biên, phải không? Đúng không? Nhưng mà và khi nó tăng sinh ra, tạo nhiều hồng cầu hơn thì hồng cầu lưới nhiều tăng lên hay giảm? Tăng lên chứ, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này, hồng cầu lưới này giảm đi. Điều đó có nghĩa là mặc dù mà ngoại biên bị thiếu máu nhưng mà tủy xương thì nó không có khả năng để đáp ứng, và như vậy thì có nghĩa là đó là bệnh lý của tủy xương không? Như vậy thì giờ mình liên tưởng thực tế giống như thế này các bạn, trong mùa dịch khi mà mình sử dụng khẩu trang rất là nhiều, người ta cần các cái bộ BB cho phòng chống dịch rất là nhiều, nhưng mà nói đơn giản khẩu trang thôi. Nhưng mà mình có cung cấp được không? Trên thế giới có đủ khẩu trang không? Việt Nam có đủ không? Đủ không? Không. Lý do sao không có đủ? Hả? Thiếu gì? Thiếu cơ sở sản xuất. Thiếu gì nữa? Thiếu nguyên liệu. Dạ, bạn thấy hồi đó thì nói là không có sản xuất ra được là bởi vì mình phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu để mà sản xuất là nhập từ Trung Quốc. Đó. Vì vậy cho nên bây giờ bên đó cấm cửa rồi, nó không có đi rồi thì như vậy là không có thể nào mà nhập được hết. Mình nói chuyện đùng không nhập được đâu. Cho nên mình không có nguyên liệu. Cho nên mình không sản xuất được. Không có bản
bạn cứ tưởng tượng một cái viện sản gì sản xuất khác chẳng hạn, ngoài thị trường nhu cầu đang tăng dần 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 thì một cái công ty nào đó sản xuất một mặt hàng nào đó nó đương nhiên phải tăng sản xuất đúng không? Và nếu nó không tăng sản xuất được, nó không cung ứng được, có nghĩa là nhà máy của nó có vấn đề. Không, nhà máy có vấn đề có thể nằm ở chỗ gì? Có thể là nguyên liệu không có, không mua được nguyên liệu nè, nó bị gì, nó không có nhân công để sản xuất nè, máy móc của nó bị hư nè, không đâu sản xuất được. Như vậy thì tương tự ở đây nếu như mà mũi giảm thì sẽ xem lại cái nơi sản xuất ra nó ha. À, đó là tử xương. Và tử xương thì sản xuất có thể là bởi vì cái cầu gốc nè, đó là bệnh lý cái cầu gốc của tử xương nè, nó có thể là do không cung cấp đủ nguyên liệu để tạo hồng cầu nè, à ha, à thì nó sẽ là bệnh lý của tử xương ha. Ngược lại nếu ở ngoài này thiếu máu, à nó không có huyết tăng vọt lên, điều đó có nghĩa là tủy xương đang đáp ứng rất là tốt với tình trạng thiếu máu, à nó sẵn sàng đáp ứng ha, à nó sẵn sàng đáp ứng ha. Như vậy thì tóm lại hồng cầu lưới, chỉ số hồng cầu lưới sẽ cho mình biết cái gì? Nó sẽ cho mình biết cái ý nghĩa của nó là vai trò của hồng cầu lưới là đánh giá đáp ứng của tủy xương với tình trạng thiếu máu ở ngoại biên ha. À do đó nếu như bệnh nhân ở ngoài biên thiếu máu và hồng cầu lưới giảm, chứng tỏ là bệnh lý này, nguyên nhân này mình nên nghĩ là nó là tủy xương, nó có thể liên quan đến nguyên liệu ha. Và nếu như nó tăng thì nguyên nhân là ở ngoại biên ha, ngoại biên tủy xương đang sản xuất ào ào, có điều là thiếu máu là do ngoại biên sản xuất ra nhưng mà nó chết đi, nó bị mất đi thì sao đó không biết ha. Rồi như vậy thì hồng cầu lưới giúp đánh giá đáp ứng của tủy xương với tình trạng thiếu máu ngoại biên ha, giúp cho mình phân biệt nguyên nhân thiếu máu do tủy xương hay là nguyên nhân thiếu máu do ngoại biên ha. Thì bình thường là ta thấy là máu ngoài nó được tạo ra trong tủy xương ha, ở đây là à sau đó là máu ngoại biên ha. Rồi và các bạn lưu ý một điều là tỷ lệ trong hồng cầu lưới bình thường là 0.5 đến 1.5%, nhưng mà cái chỉ số này nó có giá trị nha. À mà khi mình muốn lý giải nó có giá trị trên lâm sàng thì mình sẽ chuyển nó sang số lượng tuyệt đối ha. À bởi vì nó phải phụ thuộc vào số lượng hồng cầu, do đó nó tăng đi nữa và số lượng hồng cầu nó thấp thì nó cũng đâu có nhiều ha. Thì cho nên người ta sẽ chuyển sang số lượng tuyệt đối, và như vậy thì số lượng của nó khoảng 20.000 đến 80.000 ha trên một mai của lít máu ha. Và như vậy thì nếu như một cầu lưới là dưới 20.000 thì mình sẽ gọi là giảm, còn nếu tăng trên 100.000 thì mình gọi là tăng ha. Cái khoảng trống từ 80 đến 100 ngàn thì thật ra người ta thấy là lúc này nếu nó nằm trong cái khoảng đó thì mình sẽ tiếp tục theo dõi xem là như thế nào ha. Bởi vì thường khi nó đáp ứng thì cái hồng cầu nó tăng rất là nhiều và nó tăng từ 100 ngàn, tăng rất rõ ha. Đây đây là các bạn ha, đây cái một dụng hồng quý vị mình sẽ thấy là nó chỉ có những cái hạt vậy nè ha. À và có những cái hồng cầu lưới nó nhiều, tưởng tượng là giống như là cái lưới ở trong hồng cầu, cái mạng lưới trong hồng cầu. Rồi cái cậu lâm sàng thứ ba đó là kết cấu ngoại vi hay là kết cấu ngoại vi ha. Thì đây ha, kết cấu ngoại vi sẽ cho mình thấy cái gì? Các bạn nhìn thấy hồng cầu khi cái chuyển vi đó là một dạng tế bào hình tròn hoặc là oval nhẹ, và ngoại vi bắt đầu sậm với trung tâm nhạt màu ha. Nếu nó còn hình dĩa lõm hai mặt đúng không? Và mình thấy đây, như vậy thì trên đây mình sẽ thấy được thứ nhất là kích thước của hồng cầu, phải không? Kích thước mình sẽ thấy được, nhưng mà kích thước thì nhiều không cơ bản như thế này ha, thì kích thước của nó mình sẽ dựa vào kích thước của một tế bào MT đem cung nhỏ. Đây là tế bào bạch cầu đem cung nhỏ ha, là tế bào có nhân, đó là bạch cầu của ngoài ngoài kia nó sẽ có nhân nha. Và tế bào đem cung là một tế bào có kích thước nhỏ ha, và nhân của nó chiếm được các tế bào. Cái này người ta sẽ so sánh, nếu như tế bào hồng cầu kích thước của nó gần bằng nhân của đen cô ha, à đó là kích thước bình thường, còn nếu nó nhỏ hơn nhân đen cô nhiều thì đó là hồng cầu kích thước nhỏ, và nếu như nó bằng hoặc lớn hơn nữa thì nó là hồng cầu kích thước to ha. À và mình nhìn thấy được điều đó nha. Rồi trên công thức máu thì chỉ số MCV sẽ cho mình biết điều đó, tuy nhiên là MCV là thể tích trung bình, do đó nếu như có những tế bào hồng cầu kích thước to, những tế bào hồng cầu kích thước nhỏ trên cùng một phiên bản ha, trong máu thì như vậy thì mình có thể nằm trong giới hạn bình thường nha. Nhưng mà khi mình nhìn ở đây thì mình sẽ thấy có đứa thì to, đứa thì nhỏ ha. Lúc đó thì cho
thường, nhưng RCV kép tâm, chứng tỏ hồng cầu nó không có đều. À, cái thứ hai mình có thể nhìn thấy được đó là màu sắc của hồng cầu. Màu sắc hồng cầu, màu sắc thì thấy qua cách bắt màu của hồng cầu. Nếu như đường kính hồng cầu thì hồng cầu này được gọi là hồng cầu đẳng sắc, là màu sắc bình thường. Và nếu như cái đường kính này nó lớn lên thì gọi là hồng cầu nhường sắc. Chúng mình sẽ xem ra hình dạng thì nó tùy như thế này thì mình gọi là hình đĩa lõm hai mặt, còn nó thay đổi thì hình dạng hồng cầu khá là dễ. Người ta nhìn vào thấy nó dạng hình gì là gọi tên hình đó thôi ha. Và chỉ duy nhất các món ngoại biên mới thấy được hình dạng của hồng cầu nhé. Mới thấy được hình dạng hồng cầu. Ví dụ trên đây thì các bạn có thể đây hồng cầu nhỏ nhiều sắc, có thấy nó nhỏ không? Không, quá là nhỏ, mặc dù không có gì so sánh mình thấy rất là nhỏ ha. Nhiều sắc không, mỏng tăng luôn ha, hồng cầu mỏng tăng như cái bánh chồng vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy là đây tế bào hồng cầu ở đây thì đây là tế bào đen khô. Hồng cầu ở đây thì nó nhỏ, nhưng hồng cầu ở đây thì to, phải không? To đùng, hồng cầu to nhỏ không đều ha. Còn bên đây nè là hồng cầu to, thì sao nhìn nó bằng cái nhân lên khô rồi ha. Đây hồng cầu to nha. Rồi một cái điểm về hồng cầu đa sắc ha. Hồng cầu đa sắc là gì? Đây là hồng cầu, ở đây là cái phiên bản gốc về hồng cầu lưới ha. Hồng cầu lưới thì dụng màu sẽ ra màu như thế này, nhưng mà cái hồi nãy mình thấy màu tím là vì lý do người ta dùng chồng lên thêm một lớp dụng khác nữa. Và như vậy thì màu sắc nó sẽ như thế này, và mình thấy là những cái hồng cầu hồng cầu lưới thì nếu như mình dụng bằng dung dịch dụng riêng biệt cho hồng cầu lưới thì mình sẽ đọc thấy như thế này nhưng mà nếu như mình nhìn thấy hồng cầu lưới nhưng mà trên phiên bản biên dụng riêng xa không thường thôi, thì cái dụng thường như vậy hồng cầu sẽ bắt màu như thế này và mình không thể nào nhìn thấy được cái lưới của nó. Như vậy thì hồng cầu lưới trên phiên bản có ngoại biên có những lúc nó sẽ cho mình thấy được, gợi ý cho mình bằng cách là qua cái hình ảnh gì, qua hình ảnh là nó thay đổi màu sắc của nó. Hai cái hồng cầu trên phiên bản này, các bạn có thấy hai cái hồng cầu này màu sắc nó khác không? Nó hơi xanh hơn đúng không? Nó hơi xanh hơn thì như thế này người ta gọi là hồng cầu hơi trường. Trong xét nghiệm thì mình gọi là màu trường, màu trung tính và màu axit. Màu trường thì bao gồm các cái màu xanh nè, màu tím nè, màu axit là màu đỏ, màu cam nè, màu trung tính là màu hồng tím nè, như vậy nè. Thì đây mình sẽ thấy là màu nó hơi nhã sang màu trường và kích thước nó hơi lớn hồng cầu bình thường. Thì với những phiên bản mà hồng cầu có nhiều những cái hồng cầu khác màu như thế này, bắt hồng kiềm hơn như thế này thì người ta gọi đó là hồng cầu đa sắc. Bởi vì màu trung tính có kèm theo hồng kiềm với người ta gọi là đa sắc. Và những phiên bản mà có nhiều hồng cầu đa sắc như vậy thì gợi ý là lúc đó mình đề nghị làm xét nghiệm hồng cầu lưới thì mình sẽ ghi nhận được tỷ lệ hồng cầu lưới tăng. Rồi các xét nghiệm khác sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân trên lâm sàng mà mình định hướng. Ví dụ như máu huyết sắc thì mình sẽ đặt thêm vi lăng chuyển hóa sắc. Nếu vitamin B12, axit folic thì mình sẽ định lượng hoặc là cho xuất huyết tiêu hóa hay là cái gì đó thì mình sẽ nội soi dạ dày hoặc đại tràng, vân vân. Rồi bây giờ là phần kế tiếp đó là chẩn đoán thiếu máu trên lâm sàng. Như vậy thì khi chẩn đoán thiếu máu, người ta chẩn đoán dựa vào tiêu chuẩn của tổ chức y tế 2011, thì chẩn đoán tốc độ cũng sẽ dựa vào hơn 2011. Mức độ thiếu máu được chia làm 3 mức độ, đó là nhẹ, trung bình và nặng nhẹ, trung bình và nặng. Như vậy thì các bạn thấy là ở đây mình sẽ có hai cái ngưỡng nồng độ khác nhau, đó là gì? Đó là 7, 10 và 8, 11. Ngày xưa hơn 2001 tất cả các đối tượng chỉ sử dụng ngưỡng duy nhất, đó là 7 và 8 thôi. Ở đây thì bây giờ hơn 2011 nó phân loại ra thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng mà có nồng độ hemoglobin thấp nhất là phụ nữ mang thai và trẻ dưới 5 tuổi thì sử dụng cái ngưỡng là 7, 10 còn tất cả các đối tượng khác sẽ sử dụng ngưỡng 8, 11 vậy thôi. Như vậy đối với ngưỡng 7, 10 nhỏ hơn 7 sẽ là thiếu máu nặng, từ 10 cho đến dưới mức bình thường là thiếu máu mức độ
nhẹ. Và như vậy thì từ 7 đến 10 là mức độ trung bình. Và tương tự như vậy với các đối tượng khác ha, là 8 và 11. Ha. Ha. Vì vậy thì các bạn nhớ hai cái ngưỡng đó ha, để các bạn chẩn đoán mức độ nha. Rồi, bây giờ phần cuối cùng là phân loại thiếu máu trên lâm sàng. Thì khi bệnh nhân có thiếu máu trên lâm sàng thì để chẩn đoán nguyên nhân thì bao giờ người ta cũng sẽ phải phân loại nó, đoán nguyên nhân. Nhưng đây cách mà chẩn đoán dễ nhất là chẩn đoán diễn tiến của thiếu máu theo diễn tiến. Tiến thiếu máu là thiếu máu có thể chia làm hai loại, đó là thiếu máu cấp và thiếu máu mạng. Và cái mốc để mình chẩn đoán cấp hay mạng đó chính là thời gian xuất hiện triệu chứng xuất huyết. Xin lỗi, thiếu máu. Như vậy thì thiếu máu cấp nếu như các biểu hiện thiếu máu xuất hiện trong vòng 2 tuần lễ và trên 2 tuần thì là thiếu máu mạng. Tuy nhiên lâm sàng đơn giản như vậy ha. Bởi vì là có những bệnh nhân không có cảm nhận được triệu chứng thiếu máu xuất hiện từ lúc nào nha. Do đó cấp tính thì mình sẽ phải xem là nó có những cái biểu hiện gì đó, nó là mất máu hay là lãng phí hay không. Và nếu như người ta chỉ chia trong cấp và mạng thôi thì việc chẩn đoán nguyên nhân rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chẩn đoán thiếu máu cấp thì ví dụ bệnh nhân bị mất máu, bao nhiêu bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân ói ra máu đi vào phần đen, nó có ràng là cấp rồi, bệnh nhân sẽ vô đâu? Bệnh nhân sẽ vô đâu để khác? Bệnh nhân sẽ vô khoa tiêu hóa, đúng không? Bệnh nhân bị ho ra máu nên bệnh viện lớn và bệnh phổi á, hoặc là khoa hô hấp. Rồi bệnh nhân bị đi tiểu ra máu, bệnh nhân sẽ vào gì? Không, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đụng bể gan bể đất, máu chảy đóng vô đâu? Cấp cứu và vô ngoại, đúng không? Rồi bệnh nhân bị gì, bệnh nhân thông tin gì vậy đó, bệnh nhân vô đâu? Sáng. Hay là bệnh nhân thai ngoài vỡ trong bụng máu vô đâu? Sản. Đó là toàn bộ các nguyên nhân gây mất máu cấp đó. Bệnh nhân vô có địa chỉ đó, là chỉ có những bệnh nhân mà thiếu máu mạng là không biết là tại sao thiếu máu xanh lét không biết đi đâu, vô huyết học. Thì nếu mà không cấp mạng vô huyết học là bó tay, chỉ có mạng thôi, không biết làm sao. Vì vậy cho nên người ta sẽ phân loại một số khác, đó là phân loại theo hình thái và kích thước của hồng cầu và phân loại theo cơ chế tự sinh. Như vậy phân loại theo hình thái và kích thước hồng cầu thì mình sẽ có 3 nhóm thiếu máu. Và phân loại thiếu máu theo hình thái và kích thước hồng cầu thì mình sẽ cần phải có xét nghiệm cơ bản là tổng phân tích tế bào máu mạch. Như vậy thì người ta sẽ chia là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, thiếu máu hồng cầu to thẳng sắc và thiếu máu hồng cầu bình thường thẳng sắc. Thì đầu tiên là thiếu máu, trong 3 cái nhóm này thì nhóm nguyên nhân hay gặp nhất đó là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc ha, rất hay gặp. Và trong này thì các bạn sẽ thấy có gì? Thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc mình đều biết hết rồi. Vì vậy trước tiên mình phải chứng minh cho được là bệnh nhân có thiếu máu. Thứ hai là hồng cầu của bệnh nhân kích thước nhỏ, và thứ ba là màu sắc hồng cầu bị giảm là nhược sắc, đúng không? Thiếu máu nhược sắc thôi. Thì thiếu máu được chứng minh bằng gì? Chỉ số gì? Hemoglobin giảm, đúng không? Hemoglobin giảm nhé. Rồi hồng cầu nhỏ là gì? MCV giảm. Đó. Hồng cầu nhiều sắc là MCV giảm. Vậy thôi. Cho kết nối ngoại biên thì tùy theo nguyên nhân nó sẽ có những hình ảnh thay đổi. Rồi bây giờ về nguyên nhân của cái hồng cầu nhỏ nhiều sắc là nhóm nguyên nhân phổ biến nhất thì nó sẽ có 4 cái nguyên nhân phổ biến. Đứng hàng đầu cái hồng cầu nhỏ nhiều sắc chính là thiếu máu, thiếu sắc. Chữ sắc chỗ này lại là sắc tê nha. Chỗ này lại là thiếu sắc là Fe nè ha. Đây là nguyên tố vi lượng ha. Đây là nguyên nhân đứng hàng đầu. Nguyên nhân đứng hàng thứ hai đó là rối loạn tổng hợp globin. Và bệnh lý rối loạn tổng hợp globin chính là nhóm bệnh lý về thalassemi và hemoglobin. Các bạn học di truyền các bạn nghe nói rồi đúng không? Về thalassemi là nhóm bệnh lý tán huyết di truyền. Hoặc là bệnh nhân bị ngộ độc trì nè, hoặc là ngộ độc IMH là thuốc ha, ngộ độc loratadine ha, thì bệnh nhân có thể là thiếu máu hồng nhỏ nhiều sắc. Tuy nhiên trong nguyên nhân thứ hai, bệnh phạm tổng hợp globin là nguyên nhân phổ biến. Rồi ba là viêm nhiễm mạc, viêm mạc hoặc là nhiễm trùng mạc nó cũng sẽ gây hồng cầu nhỏ nhiều sắc ha. Thì cái này mình sẽ gặp trong các bệnh lý nội khoa mạng tính ha. Rồi và cuối cùng là thiếu máu viêm bào sắc di truyền ha, hoặc là nhiễm độc ha. Thì ở đây mình đã thấy là đây là một nguyên nhân ít gặp hơn nha.
Rồi. Như vậy thì nếu như mình thấy bệnh nhân thiếu máu trên lâm sàng, mình làm cái công thức máu, mình thấy còn có nhiễm sắt thì mình sẽ nghĩ đến các nguyên nhân này. Ha. À. Và cái máu thiếu sắt thì mình có vô vàn các nguyên nhân thiếu máu thiếu sắt nữa. Ha. À. Rồi nó sẽ có nhiều nguyên nhân khác. Ha. Rồi cái nhóm là thiếu máu thứ hai đó là thiếu máu hồng cầu to, đảm sắt. Ha. À. Thiếu máu hồng cầu to thì bệnh nhân cũng sẽ thiếu máu giảm nè, hồng cầu có kích thước lớn nè, MCV trên 100 nè, đảm sắt thì có nghĩa là MCV trong khoảng bình thường hoặc có thể là MCH tăng ha. Rồi về nguyên nhân thì mình sẽ thấy là nguyên nhân gây hồng cầu to bao gồm thiếu vitamin B12, thiếu axit folic ha. Đó là hai nguyên nhân mà nghe hồng cầu to ai cũng nhớ hết, bởi vì trong ba nguyên liệu tạo máu đó là sắt, vitamin B12 và axit folic thì các bạn luôn luôn nhớ ha, là thiếu sắt hồng cầu nó sẽ nhỏ, thiếu vitamin B12 và axit folic thì hồng cầu sẽ to ha. À, bởi vì sắt thì góp phần là thành phần để tổng hợp gen, tổng hợp hemoglobin, nhưng vitamin B12 và axit folic sẽ là thành phần để tổng hợp DNA cho tế bào hồng cầu, giúp cho quá trình phân chia của hồng cầu. Do đó nếu như thiếu vitamin B12 axit folic thì hồng cầu nó sẽ giảm phân chia, cho đó hồng phân chia to ra và gây thiếu máu ha. Rồi đó là nguyên nhân hay gặp ha. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên là các vị trí của gan cũng sẽ làm cho hồng cầu to ha. Đó là sơ gan nghị rượu do gan nè, nghị bệnh lý gan do nghị rượu nè, nhược giáp nè, nhược giáp ha, cũng là các nguyên nhân các bệnh lý gây hồng cầu to. Ngoài ra bạn còn thấy là chảy máu và tan máu cấp ha, chảy máu và tan máu cấp. Tuy nhiên ở đây á nói là cấp nhưng mà nó cũng phải có thời gian là vài ngày nó mới là hồng cầu to được. Lý do ở đây khi bệnh nhân chảy máu cấp hoặc tăng máu cấp thì người ta đang muốn nói về nguyên nhân ở ngoại biên, nguyên nhân thiếu máu ngoại biên. Và khi thiếu máu ngoại biên các bạn còn nhớ là hồng cầu lưỡi tăng hay giảm không? Tăng. Khi hồng cầu lưỡi tăng nó sẽ làm cho MCV tăng, bởi vì tế bào hồng cầu lưới mà nãy mình có nói là kích thước hồng cầu lưới thì lớn hơn hồng cầu bình thường ha. Do đó nếu nó tăng hồng cầu lưới nó sẽ làm cho MCV tăng ha. À, chứ không phải là hồng cầu nó to lên ha. Rồi và cuối cùng đó là thiếu máu hồng cầu bình thường thẳng sắc ha, thì tất cả các số đều nằm trong ngưỡng bình thường ngoại trừ thêm giảm là thiếu máu thôi. Vậy nguyên nhân là bệnh nhân mất máu cấp hoặc là tăng máu cấp ha. À, rồi hoặc là nguyên nhân ở tủy xương như là suy tủy chẳng hạn, suy tủy là do tế bào gốc trong tủy xương không có đủ khả năng sản xuất ra, vì vậy cho nên là nó giảm số lượng